Sáng ngày 10 tháng 1, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hợp Phú, làm trưởng đoàn công tác Huyện ủy, đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn An Phú. Sau khi nghe địa phương báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Huyện ủy An Phú, Ngô Công Thức đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn An Phú trong năm qua. Đồng thời, Bí thư Huyện ủy An Phú mong rằng địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, nhất là công tác quản lý trật tự xây dựng và đặc biệt là quyết tâm xây dựng thị trấn An Phú thành đô thị loại 4. Dịp này, Bí thư Huyện ủy Ngô Công Thức đã tặng quà và chúc cấp ủy, chính quyền địa phương năm mới gặt hái được nhiều niềm vui, nhiều thành công, nhiều thắng lợi mới, góp phần đưa thị trấn An Phú ngày càng phát triển, xứng đáng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.